Dạ thì Hải xin kính chào cô chú anh chị cũng như là tất cả các bạn. Thì hiện tại Hải đang có mặt tại thành phố Long Khánh. Thì ngày hôm nay Hải quay một cái video clip này, từ hồi đầu năm tới bây giờ thì Hải cũng chưa có quay video. Thì ngày hôm nay Hải muốn quay một cái video để chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn, các fan hâm mộ bạn Duy, rồi là ở trên cộng đồng mạng người ta thường biết đến, đó là bạn Duy RB, là Duy Rockin Boy. Thì không may em ấy đã qua đời. Thì có rất là nhiều những cô chú anh chị cũng như là các bạn yêu quý và mến cái cách nói chuyện cũng như là cái cách dẫn dắt cái câu chuyện và cái việc làm của bạn ấy. Tuy rằng có một số các bạn không thích cái vấn đề và cái việc làm của bạn Duy, thì cái vấn đề mà đổ xe này nọ đổ á, thì mình không có bàn đến. Thì nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, thì cái chuyện đúng chuyện sai trong cái câu chuyện mà xảy ra cái tai nạn của bạn Duy, thì điều đó là điều không ai mong muốn hết. Thì cũng có rất là nhiều những các bạn muốn tìm đến nhà của bạn Duy để thực hiện một cái nén hương, cũng như là đưa tiễn cho bạn ấy đi một cái đoạn đường. Tuy rằng mình không có cùng một dòng máu gì hết, nhưng mà tất cả các bạn đều có một cái chung một cái niềm đam mê, đó là mình thích chạy xe đó. Thì các bạn có yêu cầu cũng như là Hải ở gần với nhà của bạn Duy. Thì nhà của Hải thì ở thành phố Long Khánh, thì bạn Duy thì ở cách Hải cũng khoảng tầm hai mấy cây thôi. Thì ngày hôm nay Hải sẽ quay một cái video clip chia sẻ gửi đến cho tất cả các bạn con đường ngắn nhất để có thể đi vào tận nơi ngôi nhà, cũng như là đến có thể là sau này tất cả các bạn chỉ 1 đến 2 ngày tới nữa thôi, thì bạn Duy sẽ được đưa về và cũng như là an nghỉ đến lòng đất mẹ ngàn thu. Thì cái nơi an nghỉ của bạn Duy thì Hải cũng đã biết rồi, thì có thể là Hải sẽ quay chia sẻ cho các bạn ở những video clip sau. Video clip này mục đích của Hải là muốn quay cũng như là chia sẻ gửi đến cho tất cả các bạn và các cô chú anh chị muốn tìm đến nhà của bạn Duy để thắp cho bạn ấy một cái nén hương. Tuy rằng trong cái thời điểm dịch bệnh, nhưng mà mình đến thì mình cũng có thể là giãn cách ra một tí xíu vẫn ok, vẫn có thể chấp nhận được. Thì bây giờ Hải xin mời toàn thể cô chú anh chị và các bạn theo chân Hải nha. Hiện tại thì bây giờ đã là gần 6 giờ chiều rồi. Thì giờ trước mặt của các bạn đó là cái tượng đài Long Khánh. Thì nếu các bạn ở từ Sài Gòn đi xuống hoặc là các tỉnh miền Tây đi xuống, thì các bạn có thể vào đi tới cái chiều ở phía bên này nè, ở phía bên tây bên Hải chỉ nè, trên này đi xuống nè đó. Thì đó là từ Sài Gòn đi xuống nha. Còn những chiếc xe hơi đang chạy lên á, là từ ở Long Khánh đi lên Sài Gòn đó. Thì các bạn đến ở cái chiều hướng bên này thì các bạn có thể đi thẳng theo những chiếc xe máy đó, đi thẳng xuống. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đưa cho các bạn đi tiếp trên con đường nữa nha. Rồi bây giờ Hải xin mời cô chú anh chị mình lên xe để đi vào, coi như là mình trước khi mà đi đến để thắp cho bạn Duy RB một cái nén hương, thì Hải sẽ quay con đường dễ, có thể là gọi là dễ nhất để cho tất cả các cô chú anh chị và các bạn, các fan đang và đã hâm mộ cũng như là biết đến bạn Duy trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Thì Hải đang có mặt trên tuyến đường, đây là tuyến đường quốc lộ 1A theo hướng từ ở Sài Gòn để đi về, tức là đi về hướng Tân Phong, là ngã ba Tân Phong, đi về quốc lộ 56 là để đi ra ngoài Vũng Tàu á các bạn. Thì cái câu chuyện của bạn Duy thì cá nhân của Hải cũng là một người rất là thích chạy xe, cũng như là thích lên những cái món đồ kiện để cho chiếc xe mình có thể có một cái điều gì đó nó lạ và nó đặc biệt khi mình chạy ngoài đường. Còn cái vấn đề mà đúng hoặc sai cho cái việc mà không may xảy ra đối với bạn Duy trong thời gian vừa qua, thì trên cộng đồng mạng cũng đồn thổi rất là nhiều những cái câu chuyện nói rằng là bạn Duy này gây ra tai nạn. Nhưng thực chất là khi mà thông tin được làm sáng tỏ, thì từ ở phía gia đình đã có nói ra là do
một chiếc xe tập lái của một cái trường lái nào đó ở ngoài Bình Định, đã chạy cùng chiều nhưng mà chạy lúc mà qua đường á, thì khi mà qua đường thì chiếc xe tập lái này nè không có quan sát, thì khi mà bạn Duy này chạy đến thì đã không may đã va phải, chứ không phải là bạn Duy này chạy mà đụng vào chiếc xe đó, mà do là chiếc xe tập lái đó đang chạy cùng chiều nhưng mà không quan sát cũng như là không có đảm bảo cái an toàn khi mà cua qua đường, nên khi mà qua đường rồi thì bạn Duy vừa chạy tới là thắng không có kịp. Dạ, thì đó là những gì mà Hải biết cũng như là bên phía gia đình đã đính chính lại, không phải là bạn Duy này gây ra cái vụ việc đó. Dạ, thì tại vì Hải cũng có lướt trên Facebook cũng như là TikTok, YouTube cũng có rất là nhiều những anh em chia sẻ lên, nhưng ngày hôm nay Hải cũng có duyên gặp bạn Duy này một vài lần khi mà có làm một vài món đồ để gắn lên trên xe, thì cũng có gặp bạn ấy. Nói chung thì tiếp xúc với bạn ấy thì cũng không được nhiều, nhưng mà khi mà mình nói chuyện qua lại, anh em nói chuyện qua lại với nhau á, thì cảm thấy là Hải thấy bạn Duy này là một người có một cái đức tính rất là hiền lành, và khi mà nói chuyện á rất là dễ mến luôn. Thì đại khái là Hải cũng có thể là nhận xét sơ về bạn Duy như thế thôi. Còn cái vấn đề mà ai đúng ai sai thì chắc có thể là để cho cơ quan chức năng người ta sẽ vào để người ta sẽ làm rõ. Chứ mà thật sự ra mà nói thì khi mà một chiếc xe lớn qua đường nhưng mà không đảm bảo an toàn giao thông thì xảy ra tai nạn, thì sẽ có cái camera. Sẽ có camera, tại vì cái lúc mà đi ở phía từ ở ngoài Bình Định đi vào á, đi ngược về lại trong nhà, thì có rất là nhiều xe trong cái thời điểm đó, thì chắc hẳn là sẽ có những cái camera hành trình quay lại, thì ai đúng ai sai thì sẽ rõ thôi. Thì hiện tại thì Hải đang chạy cũng như là đang ghi âm lại cũng như là trò chuyện với tất cả các bạn và cô chú anh chị khán giả, vì lý do là lúc sớm đi á, cái bộ mic của Hải nó bị trục trặc vấn đề á, nên khi mà vừa chạy á xong rồi nói chuyện á thì nó bị ồn, do là cái bộ mic từ đợt Tết tới giờ vẫn chưa có đi mua lại cái bộ mic mới nữa. Thì cái hướng hồi nãy Hải vừa chỉ cho cô chú anh chị và các bạn á, đó là cái hướng để đi vào quốc lộ 56, đó là đây, đó ngay chỗ đó là ngã ba Tân Phong của chú anh chị. Thì theo cái ngay chỗ ngã ba Tân Phong này đi thẳng vào khoảng tầm 10 cây, khoảng tầm 10 cây số đâu lại thôi. Thì cô chú anh chị mình sẽ nhìn bên tay phải cùng chiều thì sẽ thấy một cái nhà mà ta gọi là cái chốt của dân phòng á. Thì tí nữa tới thì Hải sẽ chỉ cho cô chú anh chị mình, tại vì chứ từ ở cái đoạn đường ngay chỗ ngã ba Tân Phong mà đi vào ngay cái đường để vô nhà của bạn Duy này á, thì chỉ có một cái chốt ngay cái đầu đường thôi, chứ nó không có nhiều chốt. Thì Hải cũng có một cái định vị Google Maps của một người em đang có mặt ở trong đám đã gửi qua cho Hải, để Hải đang chạy đến rồi, xong rồi vừa chạy vừa quay để chia sẻ gửi đến cho tất cả các chú anh chị và các bạn, các fan đang và đã hâm mộ cũng như là nhiều bạn cũng muốn đến để thắp cho bạn Duy này một nén hương tiễn đưa cũng chia buồn cùng với gia đình, thì vẫn không có biết được cái đường để đi đến. Thì cái video clip này thì Hải sẽ quay cũng như là Hải sẽ giải thích cũng như là chỉ tường tận nhất có thể để cho tất cả các bạn mà đã hâm mộ cũng như là yêu quý cũng như là mến bạn Duy này để có thể tìm đến để chia sẻ một cái nỗi buồn, một cái thắp cho bạn Duy này một nén hương cũng được. Thì mình biết rằng là bạn Duy này có rất là nhiều những fan hâm mộ, không hẳn ở thành phố Long Khánh không đâu, ở tỉnh Đồng Nai mình không đâu, có rất là nhiều những bạn và những fan ở khắp mọi miền đất nước rất là muốn tìm đến cũng như là thắp cho bạn Duy này một cái nén hương.
Tuy rằng tuổi đời của bạn Duy này cũng khá là trẻ, năm nay mới 25 tuổi thôi. Thì bạn Duy này nhỏ hơn Hải đến 3 tuổi. Nhưng mà điều đó không nói lên được gì hết. Chứng tỏ rằng bạn ấy mới 25 tuổi nhưng mà cái việc bạn ấy làm để có thể phụ giúp cho gia đình, cha mẹ của bạn ấy cũng như là cái gia đình nhỏ mà mới có được một đứa con chỉ vài tháng tuổi thôi à, mà bạn ấy lại ra đi để lại. Thực sự là đến giờ phút này Hải, khi mà Hải lòng tiếng lại và Hải chia sẻ thì cảm xúc của Hải rất là dâng trào, không biết phải nói gì nữa. Một người em cá nhân của Hải thì cũng đã có sự may mắn, phải dùng từ là sự may mắn, tại vì bạn Hải mới, bạn Duy chỉ có 25 tuổi mà đã thành công rồi. Dạ thì do lo bình luận cũng như do nói chuyện với cô chú anh chị mình thì vừa qua đó cô chú anh chị, vừa qua tí xíu là khúc mà vừa quẹo vô á, bên tay phải luôn á, có cái chốt á, quẹo vào á, thì nó sẽ có một cái đường nhựa như thế này nè, và xung quanh của nó là sẽ là lô cao su á. Thì các bạn cô chú anh chị mình có đi á thì cố gắng nhớ để ý nha, để ý có cái chốt á. Thì nếu mà khó quá thì cô chú anh chị mình có thể vào cái đường link Facebook của Hải để Hải gửi cái định vị cho cô chú anh chị mình tới dễ hơn, hoặc là liên hệ với số điện thoại mà Hải có để ở dưới phần mô tả của video á, điện cho Hải là Hải sẽ chỉ nó thật là rõ cũng như là nó thật là chi tiết nhất có thể, chứ không lại mất công ảnh hưởng đến cái việc đi lại của chú anh chị mình từ ở cái đoạn đường xa xôi mà tìm đến để thắp hương mà lại không có tìm tới được á. Đó là cái điều rất là sai sót đối với Hải. Thì cô chú anh chị mình để ý là trên cái Google Maps mà Hải đang coi á, thì từ khúc mà quẹo vô, từ đường quốc lộ 56 mà quẹo vô á, là nó chỉ tầm khoảng đâu trên dưới khoảng 2 cây số thôi là có thể đi tới rồi. Nó rất là nhanh luôn. Dạ. Cái đường đi vào á thì hiện tại bây giờ Hải quay cho cô chú anh chị mình á, sẽ phải tầm gần 7 giờ rồi đó, gần 7 giờ rồi. Thì trời nó cũng hơi tối. Thì khi mà mình chạy vào ở phía bên trong cái đoạn đường lô cao su này á, một đoạn khoảng tầm hơn một cây số thì sẽ có một đường đất đó, cái đường đất đó của chú anh chị mình sẽ ôm phải nha, ôm phải và mình sẽ đi theo cái đường mòn của cái đường đất này, và mình sẽ chạy vào khoảng tầm đâu đó 300-400 mét gì đó là sẽ tới. Với lại một phần nữa là cô chú anh chị mình đến ngay cái chỗ đường quốc lộ 56 mà chạy vô á, gần tới cái chốt văn phòng á, nó sẽ có một cái tấm, có cái cờ, và cô chú anh chị mình cứ đi theo những cái cờ đó. Tại vì ở dưới miền quê á thì hay có một cái phong tục là đám á, thường có đám ma là thường có treo cờ trước cổng á, trước cổng nè, trước cửa nè, trước những cái đường lớn để dẫn vào á, thì có những cái đó, cái có một ký hiệu đó thì giúp cho mình dễ biết hơn. Dạ. Thì để tí xíu nữa vào phía trong thì Hải sẽ quay cũng như là chia sẻ cho cô chú anh chị mình biết được rõ hơn nha. Rồi cũng sắp đến rồi đó. Thì tí nữa Hải cũng phải chuẩn bị thêm tí đồ nữa nên Hải sẽ ngưng xíu.